ban tổ chức là trong cái phần nhập đề cập các mã số này đương nhiên ít nhất phải có một số mã cao. Lần nữa xin cảm ơn các bạn, có thể về chỗ của mình. Cảm ơn các bạn. Mỗi người trên cửa nhau. Các bạn lấy đi. Các bạn nhanh lên, nhanh nhanh nhanh. Người khác tới đây bây giờ. Mời các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Để cảm ơn các bạn rất nhiều. Để cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây, cảm ơn. Cảm ơn các bạn. 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 Cảm ơn và theo như vậy, bạn đã bao giờ chơi trò chơi chạy chạy ghế hay chưa? Là gì chứ không phải là gì? Có chơi chút rồi. Ok, đã có chơi rồi, bây giờ tôi muốn bạn sẽ làm trọng tài cái phần trò chơi này. Đầu tiên là chơi ghế sẽ trọng tài. Và chúng tôi cũng xin mời người bạn may mắn còn lại sẽ tiến lên sân khấu. Xin mời người bạn may mắn của chúng tôi đã chọn ra mã số của các bạn tiến lên sân khấu để tham gia vào trò chơi tranh ghế với giám khảo là Kim Gia Dung. Thật đơ. Ở những phần thi này các bạn sẽ không được đứng đơn ra nữa, nhưng mà các bạn sẽ được một cái phần thưởng rất đặc biệt, chúng ta sẽ xem được khu vực hình riêng với Gia Dung. Các bạn nhớ trò chơi này thì sẽ sử dụng sức mạnh, sự khéo léo. Sẽ được chụp hình riêng và đánh nhanh, bức ảnh lấy nhanh tặng cho chụp ảnh đánh nhanh. Chúng tôi sẽ mời các bạn sẽ đứng trên vòng tròn đúng không? Rồi, đứng trên vòng tròn quay mặt ra ngoài, quay mặt ra ngoài. Lần chơi như sau. Khi mà chúng tôi đến bắt đầu đến nhạc vang lên thì các bạn sẽ đi vòng tròn xung quanh chiếc ghế này. Và các bạn khi mà Gia Dung nói stop, ra hiệu lệnh là stop, các bạn sẽ phải ngồi thật cạnh xuống. Đầu ạ, 3, 4, 6, 8, 10. Ở đây là 4 chiếc ghế ạ, 4, 6, 8 chiếc ghế cũng có 10 người. Như vậy là sau khi các bạn ngồi xuống thì sẽ có 2 người bị loại ra, các bạn hiểu chưa? Hai người đó sẽ lùi ra phía sau. Và những người còn lại sẽ chơi chơi tiếp cho đến khi còn lại được cuối cùng. Các bạn có biết chơi này không ạ? Vâng, và tôi nghĩ rằng chúng ta có thể sẵn sàng. Các bạn sẵn sàng kìa. Gia Dung, chúng mày ready? Sẵn sàng cho Gia Dung. Ready. Ok.